Mến chào quý chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng ngày hôm nay em Phúc đang có mặt tại trục đường nhánh của đường Hà Huy Giáp, phường Thịnh Xuân, quận 12 để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng có diện tích là 4 x 23, tổng diện tích là 90 mét vuông, đất full thổ cư. Đường trước nhà chúng ta có chiều ngang là 5 mét, hai bên hông có vỉa hè 2 mét. Lô đất cách Hà Huy Giáp khoảng 30 mét. Từ vị trí này chúng ta có thấy trục đường chính Hà Huy Giáp. Lô đất có hướng đông bắc và được chủ gửi bán với giá là 4 tỷ 200 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói cũng sẽ bớt một ít lọc cho khách hàng thiện chí. Xung quanh lô đất thì cũng đã được xây nhà cao tầng rất là nhiều. Lô đất thì nằm trên một con hẻm thông và cách trục đường chính Hà Huy Giáp khoảng hơn 30 mét. Ở đây thì quý anh chị có thể xây được 4 tầng nha, thuận tiện để quý anh chị xây khách sạn hoặc là mở văn phòng công ty thì rất là tuyệt vời. Từ vị trí lô đất chúng ta đi khoảng 50 mét là tới trường cao đẳng điện lực và khoảng hơn 1 km là về tới Gò Vấp và khoảng 3 đến 4 km là về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Một vị trí khá là đẹp cho một lô đất có diện tích là 4 x 23 full thổ cư và được chào bán với giá là 4 tỷ 200 triệu. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái vị trí từ lô đất ra tới trục đường chính Hà Huy Giáp khá là gần nha. Video review lô đất của em đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn cái chuông thông báo để nhận được những thông báo về giá nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.